Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình lại có một clip bán vài cái tài khoản để gửi đến mọi người. Thì ai có nhu cầu thì có thể xem qua để mua. Và các tài khoản mình bán thì nó sẽ có giá thấp nhất khoảng tầm 4-500. Đấy, và cao thì là vài triệu. Vậy là mọi người xem tham khảo đấy, hợp thì mua nhé. Thì đây là tài khoản đầu tiên. Tài khoản xanh có 4 huy chương. Đấy, thì hai cái trùng nhau và nâng thì là cũng gọi là ổn ở rank 9 này, và tài tiền còn dư 5 triệu rưỡi nhá này, và đã nạp cái gói nâng cấp song song. Mọi người với số tiền này có thể tha hồ mà chơi đến tầm 13 12 13 nâng max chủ lực được, khi mà chủ lực ở đây đã khá ổn rồi, nhà cửa của nâng cũng tạm tạm, chưa quá ngon nhưng mà nếu mà xét về chơi thì là đúng chơi rồi. Vẫn còn cái thùng token X2 nhé, mọi người có thể đợi sự kiện Tết gì đó nạp vào, nó khuyến mại x bao nhiêu phần trăm đấy thì mình nạp vào nó vẫn được X2 thì sẽ rất là ngon. Này do bạn chủ nick quay gửi cho mình nên là hơi mờ chút, không được nét. Nếu mà như mình quay thì mình sẽ để 1080. Đây là tài khoản tiếp theo nhé. Đây, là một tài khoản 17, còn dư nếu mà tính tổng mà là khoảng 1 triệu 6 tiền, vì là còn 9k gold mà. Đây, nâng rất là ổn luôn. Mọi người vừa thấy về gọi là chủ lực thì là được, thiếu con Torrent nữa, con Torrent nữa, nhưng mà nếu các bạn chống khói tốt thì mỗi rớt thôi cũng được, mà tầm 17 thì là sạch đỏ đánh khói cũng chưa quá nhiều. Về nâng cấp nhà này là những cái quan trọng là nâng hết rồi, chỉ còn máu giáp gọi là yếu yếu một chút thôi. Thời gian sản xuất sự chuyên dụng này còn lại khá là yếu này, và số tiền kia thì có thể nâng được. Thế này thì về các bạn chơi là cũng được, tất nhiên là tiền nào của ấy thôi, tiền nhiều thì nick ngon. Nick này thì là nick vừa rồi, nick 5 triệu 5 tiền vừa rồi là 700k, nick này thì là 800. Đấy. Thuận mua vừa bán thôi, anh em nhìn cái nào hợp thì có thể mua. Thì ở đây mình cũng chỉ đi ra hộ thôi chứ không phải tài khoản của mình. Đấy, mình còn là giúp liên kết giữa những người đã muốn bán và những người muốn mua. Đấy, thì, trung gian anh em nào mà là ưng thì mình được gọi là chút hoa hồng nào từ anh em thì là chút tốt tí đấy thôi. Và chủ yếu là tạo cho mọi người một cái chỗ dựa, chỗ gọi là địa chỉ uy tín để khi mà có việc gì gọi là giao dịch hoặc là mua tài khoản hoặc là kiếm huy chương ở các nick 2345 thì có thể gọi là tìm đến mình. Đấy. Tiếp đến nick tiếp theo nhé, kỹ năng cộng 6 gọi là cũng được. Đây, đây là tài khoản 12, tài khoản 12 huy chương 3 cái, tiền còn 7 triệu 3, rất là nhiều luôn. Nâng cấp thì nhìn sơ qua là mình nghĩ là khá là ngon. Nick này thì bán 1 triệu rưỡi vì là tiền rất nhiều và một vài con chủ lực đã mắc. Đấy, những con chủ lực mà xanh hay chơi là đã mắc rồi, nhà cửa cũng rất là ổn, thì là máu và những cái cần nâng thì cũng đã nâng khá là nhiều. Lô cốt là cái công trình xanh rất quan trọng, đã mắc rồi, các pháo thì cũng còn vài vạch thôi, còn rất là nhiều gói nhỏ nhỏ để cho anh em có thể nâng khi cần. Những cái tài khoản này thì anh em nào
có ý định sở hữu thì có thể thương lượng một chút, không sao cả. Đấy. Chỉ cần mình thực sự muốn mua là được. Tất nhiên là giá chênh dao động một chút thôi, chứ không quá nhiều đâu. Đây là sơ qua về những cái tài khoản mà mình muốn rao trong cái clip này. Em nào có nhu cầu thì nhớ nhắn tin cho Facebook mình ở phần mô tả nhé.